chồng quá nó gãy luôn cái ấy ra, cầm lại ra. Để kiếm chỗ nào nó chống chống rồi con dịch nó ta ra. Được không? Vậy á được không? Nặng quá nè. Gãy luôn ha. Trời ơi. Thầy đặt gắn cái cây vô bởi vì chạy ngoài đường mà gắn cái cây này vô á nó nặng quá, sức chịu đựng nó không có đó, vòng tới vòng lui đó gãy luôn. Mấy bữa không có gắn, bữa nay gắn thử mà nó bự á, nó cao, chạy qua cái sóc cái nó gãy luôn kìa, không biết nó có sao, cái máy móc có sao không, giờ là biết liền. Hư máy khỏi cái còn máy đi quay nữa. Tay cầm tay ăn khổ ghê. Thôi được rồi, con về đi. Quận Bình Thạnh.
chục, 70 nghìn một tấm cano. Qua video mới đi. Mới ha. Đây. Dịnh đó nha, chặt dịnh đó nha. Đi đường này để chạy ngang qua cái bến xe miền Đông. Xem bên hôm nay mọi người cũng tình thế là sao. Dạ dạ con đang mẹ mẹ là có chỗ con đi chơi giùm con chứ con.
ba ly ha mình. Ok, còn bên dưới đấy.
7 Tết thì thấy bến xe cũng còn thông thoáng ha, không có bị đông đúc như là sân bay hay nhà ga. Với lại một phần ở bến xe miền Đông này nó rất là rộng, nó nhiều ô á, nhiều ô bán mua vé, cho nên là nó không có đông nghẹt giống như là mấy cái năm về trước ha. Xe có ra vô nhưng mà mức độ không có gọi là bị chật cứng giống như nhà ga hay sân bay bon chen đông đúc lắm. May thì vẫn còn thông thoáng ha, còn thở được. Mấy giờ rồi anh? 8 giờ rồi. Bây giờ là 8:30 ha. Dừng một phát là hả đông lắm, bu chen lại, còn giờ là hết rồi, nó có chỗ có nơi xe xuống bến rồi, hết rồi. Không có tình trạng đó nữa. Ơi, dừng ở đây đấy ha, dừng video này.